Hello friend, welcome to my channel. I come back right now. Today I show you the way how to convert this into like this. Yeah, you can convert the buck circuit into inverter voltage. Very easy, anybody can do it. No need high technology or anything else. Awesome, right? Let's check this out. Okay, let me explain for you. This is the board module. You can buy this any of the store electric. Rồi giỡn thôi. Chứ trong cái video này mình sẽ nói tiếng Việt. Chứ nếu mà mình nói tiếng Anh này chắc các bạn sẽ không hiểu gì đâu. Rồi chứ có ba các bạn, đây là một cái module bus. Thì từ cái module này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để mình chuyển thành một cái nguồn đối xứng. Tức là mình từ cái nguồn dương cấp vào, ví dụ 10 cộng 12V mình cấp vào đây thì mình sẽ lấy ra đây là trừ 12V. Trong điện tử thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái nguồn đối xứng từ cái nguồn đơn bằng cách rất là đơn giản là chúng ta sử dụng một cặp điện trở ở có giá trị bằng nhau và mình cũng mắc theo cái kiểu cầu phân áp, và mình lấy cái điểm giữa đó là cái điểm âm ha. Cái điểm âm là cái điểm nối đất đó. Còn giữa hai cái đầu nguồn dương và cái nguồn âm của nguồn thì đó chính là cộng và trừ so với cái điểm âm ảo mình tạo ra bởi hai con điện trở đó. Thì cái cách đó rất là đơn giản, nhưng mà cái nhược điểm của nó là chúng nó sẽ không cung cấp được cho mình một cái dòng tải lớn. Mình chỉ sử dụng được với tải rất là nhỏ, tầm 1-2mA độ lại thôi, và nó có cái hiệu suất không cao, nó tỏa nhiệt rất là nhiều ở trên hai con điện trở đó. Thì với mục đích ngày hôm nay là mình sẽ sử dụng một cái công thức mới của cái điện tử hiện đại. Thì đối với điện tử hiện đại thì toàn bộ chúng ta sẽ chuyển sang từ cái nguồn linear, từ cái nguồn hiệu suất thấp sang cái nguồn có hiệu suất cao hơn để tận dụng tối đa được cái hiệu quả của cái nguồn điện. Đó chính là cái nguồn xung. Nguồn xung thì nó có rất là nhiều dạng, thì nguồn bất này cũng là một trong những cái dạng của nguồn xung. Thì đối với cái nguồn xung này, khi chúng ta chuyển sang cái nguồn đối xứng thì nó rất là đơn giản. Bình thường là chúng ta sẽ cấm vào đây, đúng không? Đó, các bạn thấy là sẽ đèn nó sẽ sáng bình thường. Tức là cái mặt này nó là cái mặt bất bình thường, nó hoạt động rất là bình thường. Đó, mình tay đổi biến trở thì nó hoạt động. Các bạn thấy không? Thì vì chúng ta cấm nguồn theo cái vị trí đơn thuần thì chúng ta sẽ ra cái điện dương ở hai cực này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn lên cái vị trí out này các bạn ha. Thì các bạn thấy đèn led vẫn sáng bình thường, đúng không? Và bây giờ nếu mà mình đo lại thì các bạn sẽ thấy là cái điện áp bây giờ là điện áp âm. Thì bạn thấy là đang là cái nguồn âm của mình đang cấp vào cái vị trí âm này, thì mình lấy cái điểm này là điểm mà làm mát nè ha. Còn cái điểm bên dưới này, cái điểm out trừ dưới này nè, thì đây là chính là cái điểm nguồn âm của chúng ta. Và bạn thấy nè, nó là một giá trị âm ha. Có vì như là các bạn có thể tăng giảm cái biến trở này để cho ra được cái giá trị điện áp mình mong muốn. Ví dụ như đây mình sẽ tăng vặn lên nè. Đó, bạn thấy nè, nó sẽ tăng lên hoặc giảm xuống như bình thường, như mình dùng cái nguồn bất bình thường luôn. Và thậm chí là khi cái nguồn của mình nè, nó tăng giảm giá trị điện áp thì đầu ra của nó cũng vẫn sẽ ổn định. Các bạn thấy không, mình đang tăng lên 15-16V này ha. Đó, mình giảm xuống nè, các bạn thấy giá trị điện áp ở đây nó vẫn cố định là 5,8V, trừ 5,8V. Và để mà tạo ra cái nguồn đối xứng thì chúng ta cần thêm một cái bo nữa, cũng giống y hệt nó ha. Thì bo ở trên này chúng ta sẽ cho nó ra cái điện áp dương, và chúng ta sẽ nối lại ha. Chúng ta sẽ nối cái điểm out cộng với out trừ này nè, nối lại với nhau. Và hai điểm in cộng này nối lại với nhau. Vậy là nó sẽ tạo ra là một cái bộ nguồn đối xứng. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy điện áp cộng trừ ở đây, ở hai cái điểm này, và điểm giữa là điểm mát ha. Rồi, that's it, chỉ như vậy thôi. Hy vọng là các bạn đã nắm lấy được những cái cốt lõi ở trong cái video này. Thì có một số những cái điều nhỏ nhỏ mà mình sẽ không nhắc tới, mình sẽ viết nó ở một cái bài viết và mình đặt cái link ở trong cái phần comment á, mình sẽ ghi ở trên cái đầu comment. Thì các bạn hãy vào đó và đọc kỹ hơn để mình nắm bắt những cái điều nhỏ nhỏ đó, nhưng mà nó rất là quan trọng. Nếu mà các bạn chưa có những cái kỹ năng nhiều về cái điện tử thì chúng ta nên đọc cái bài viết đó để chúng ta nắm chắc hơn, để chúng ta sử dụng nó và ứng dụng nó vào những cái công việc của chúng ta nó hợp lý và nó hoàn hảo nhất có thể. Và các bạn hãy nhấn like cái video này để mà thuật toán YouTube lan tỏa đến tất cả những anh em yêu thích về điện tử. Các bạn cũng hãy nhấn đăng ký kênh để mà giúp kênh phát triển, cũng như là một nguồn động lực rất là lớn để mình tiếp tục tạo ra những cái video như thế này. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.